Xin chào tất cả các anh em, trước khi vào video anh em nhớ cho mình xin một like và một subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ cập nhật là một cái công ty Sia Lesai. Hiện tại ngay bây giờ tất cả các bạn nào chưa KIC từ ngày 15 tháng 7 nên thì KIC ngày 15 tháng 7 để nhận được những quyền lợi như tất cả các bạn. Hiện giờ ngày 3 tháng 7 còn 2 ngày các bạn KIC chưa được 5 phút nữa là rồi xong rồi. Sau khi các bạn KIC thành công từ ngày 15 tháng 7 này, tất cả các bạn sẽ được tham gia chương trình xem quảng cáo của bắt đầu kiếm tiền nhanh từ việc nhận quảng cáo của Sia Lesai nha tất cả các bạn. Đây là một cái điều, một cái tin rất là tuyệt vời trên một chặng đường rất là dài của cộng đồng Sia Lesai đi đến nay. Và một thực hiện và một cái ước mơ thứ hai của mình là cái xem quảng cáo này là chưa đạt mục đích đâu nha các bạn. Ước mơ của mình là một cái cổ phiếu để mình trở về. Là mình ước mơ của mình là một cái cổ phiếu này nè các bạn. Hiện tại giá cổ phiếu mình thì cũng được khoảng bán được khoảng 400 đô à. Nhưng mà cột mốc nó sẽ ra lên là trên đến 0.99 là mình là bộn lắm à. Từ 1.000 mấy à, 2.000 à. Vì đây là một cái dự kiến thôi. Còn cổ phiếu này chắc cũng chắc lâu quá các bạn. Dù sao thì mình cũng kiếm tiền trên việc xem quảng cáo là cũng ngon lắm rồi. Còn cái việc mà bán cổ phiếu này thì chừng nào được thì được. Và mình hy vọng nó sẽ nhanh bán được nha tất cả các bạn. Nhà mục tiêu thứ ba mình muốn gửi đến mình muốn nói tới các bạn là Via Lesai, đối tác của Via Lesai không phải là mà những đối tác nhỏ đâu nha tất cả các bạn. Từ những tạp chí, những nhân quá thể thao, ăn uống, dịch vụ, du lịch, xe hơi, ghế, chén đũa gì tập lụm nha các bạn. Đối tác của Sia Lesai quảng cáo là một cái đối tác lớn mạnh nha tất cả các bạn. Được Sia Lesai được niêm yết từ một cái sàn châu Âu chứng khoán nha tất cả các bạn. Vậy video mình cập nhật thông tin đến đây cũng kết thúc. Các bạn nhớ cho mình bấm nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo mình. Và bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha. Wow, tắt.